Thủy Tiên và Kỳ Tích mang tên Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình 2021. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới Miss Grand International 2021, đại diện nhan sắc Việt Nam là Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã thực sự làm nên chuyện trong đêm chung kết tối ngày 4 tháng 12 tại Thái Lan. Không chỉ là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc này, Thủy Tiên còn là một trong những người đẹp hiếm hoi lọt vào top 10 của cuộc thi mà không qua hình thức bình chọn. Nhờ những màn thể hiện xuất sắc, Thủy Tiên đã vượt mặt các đối thủ sừng sỏ đến từ các quốc gia Ecuador, Puerto Rico, Brazil và Nam Phi. Trong giây phút đăng quang, Tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Thủy Tiên đã bật khóc vì xúc động. Người đẹp sinh năm 1998 khẳng định, hòa bình giống như bầu không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày, nhưng đôi khi lại không nghĩ đến việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ nền hòa bình. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu và hòa bình. Chia sẻ với truyền thông quốc tế bằng tiếng Anh sau đêm chung kết, Thủy Tiên cho biết, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, cô không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng đã nỗ lực hết mình để có được thành tích trong đêm chung kết. Trên cương vị Tân Hoa hậu Hòa bình, Thủy Tiên mong rằng cô sẽ góp phần giúp thế giới này tốt đẹp hơn. Người đẹp Việt nói thêm, tôi cũng không biết nói gì hơn lúc này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn, hãy làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Được hỏi về khả năng bắn tính thái như gió, Thủy Tiên chia sẻ, tôi không biết quá nhiều về tính thái, nhưng tôi tin rằng mình biết cách sử dụng chúng đúng thời điểm. Các cuộc thi nhan sắc giúp Thủy Tiên khám phá nhiều hơn về bản thân, biết cách thể hiện bản thân, làm mình tự tin và xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Người đẹp cũng hạnh phúc bày tỏ, vương miện và danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2021 đã mang đến cho cô ngày tuyệt vời nhất cuộc đời. Thủy Tiên sẽ có một năm bận rộn trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Chiến thắng của cô hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, sự quyết tâm, tự tin, tỏa sáng cô đã mang tới cuộc thi này.